18. Ờ, bị xứng. Em làm tới cái bộ tiếp theo nè. Cũng như hồi nãy những món đồ. Ui, lại nhỏ nhỏ kìa. Có mấy chụp hình nè. Có một cái sách nè. Lại có một con vui tên ma biến thái. Rất là biến thái mà những món đồ liên tâm tình nhỏ xíu. Sẽ có hình nè. Có hình ở đây. Dạ. Ờ, đây là giống như set đồ đi đi du lịch đó ha. Camento à. Ừ, camento rồi. Thì chúng ta sẽ cắt. Cắt một đường thật ngọt ngào. Rồi thả xuống. Thả phần máu xuống. Thả phần máu xuống. Căng căng. Ôi, nó nhỏ xíu luôn á. Xíu xíu là món đồ chơi này đúng rồi. Đúng là một món đồ chơi rất là mắc cười. Rồi. Đây là cái hộp. Đây cái hộp bento. Hộp bento. Cho cơm vô. Rồi, mình xếp nhé. Đây là hộp bento. Cho cơm vô nè. Rồi, giờ trang trí tiếp nè. Ở đây đó. Đầu tiên là quyển sách mình. Đầu tiên là quyển sách này. Ừ. Sách mình để xuống trước nhé. Rồi cái máy chụp hình để bên cạnh ha. Rồi tới hộp Comento. Hộp Comento thì đây. Đây giống như là cái món dumpling hả? Dumpling tiếng Việt là gì? Nói chung là há cảo đó. Rồi đây là cái lớp lá này. Cho cục thịt vô này. Cho cục thịt vô. Đây là lòng đỏ. À đây là cục gì ta? Cục thịt nướng hả? Thịt chiên. Trứng nè. Lòng đỏ của cái trứng nè. Và bà Gutema. Trời, cái này nhỏ quá. Mệt mỏi thiệt sự. Bà Gutema nằm trong cái hộp à? Ừ. Rồi. Xem cho kỹ nhá. Thấy chưa? Ừ. Thì là công phu. Quá công phu. Công phu quá. Đặt lên trên bàn. Rồi, xong. Mình chỉ còn 3 hộp nữa thôi. Còn 3 hộp nữa. Rồi, giờ tới hộp tiếp theo. Hộp tiếp theo. Cùng 8 món. Nghe tiếng loạn soạn. Tiếng loạn soạn của rất nhiều những cái hộp khác nhau. Để được chúng ta cắt ra. Rồi. Rồi, món đồ đây có vẻ lớn. Nhìn lại nha, ở đây nó có một cái giống như là trước cửa nhà á, phòng bè á, là giống như là địa chỉ nhà mình á, có người canh gác hả, có cục đá, có chìa khóa, có 4 món rồi mà, sao họ lại chia số 8. Ghi lại ghi lùng hả, sao lại ghi lại lùng sủng như vậy? Bộ đó trong đây được ghi là bộ số 2. Ơi thì cái 8. À chắc là có 8 bộ. Nãy giờ mọi người giải thích của chúng ta đều lạ lùng lạc quẻ. Không có câu nào vô câu nào hết. Ủa. Cái bộ cái hình của nó là ta. Có cái hình mình làm không đúng được. Không phải. Nãy gì chú lấy ra mà không phải luôn, nhưng mà cái này đâu có lắp ráp gì đâu. Ồ à, nó có hình nè, cũng có hình hình ở bên hông. Đây hình ở bên hông số 2.
Đó, bộ số 2. Chỉ có chừng đó món đồ thôi, vô cùng đơn giản. Nếu vậy thì chúng ta sẽ xếp như vậy. Đó, trước cửa nhà. Mà không phải làm nhà nó được. Có ông trước cửa nhà, có ông già. Giống như là hai bên cửa nhà ha, thôi mình để đây đi ha. Trước cửa nhà. Có ông già. Rồi. Cục đá, thêm cục đá. Khóa bằng chìa. Trước ông trước cửa nhà có ông già, thêm cục đá, khóa bằng chìa. Thích làm gì làm. Trời đất ơi. Có là một bộ sưu tập tốt đẹp. Rồi. Và đây hai set khác, hai bộ. Hai bộ. Bộ đầu tiên là bộ giống như là cái tour kit á, khi chúng ta đi du lịch á thì chúng ta sẽ chuẩn bị cơm nắm nè. Máy chụp hình nè, quyển sách nè. Cái tắm onsen thì chúng ta chuẩn bị cơm ha. Và đây, trong đây có một lọ một Gutema, nhìn thấy ghét không? Đấy, cơm nắm. Cái cơm này hình biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Thật ra cái cục là đỏ ở giữa đó chính là mơ muối. Đấy, ăn cũng rất là ngon. Còn bên đây là một cái set khác. Cái set này là giống như là cái set về ở trước cửa nhà truyền thống của người Nhật thì thường thường có những món này. Có một cái người giữ nhà nè, có cái đèn này, có cục đá và có cái chìa khóa. Đây, hai cái set này cũng dễ thương, cũng thú vị, lạ. Và thật ra món đồ này vô cùng nhỏ, siêu nhỏ luôn.